비추고 Ở Hồng Kông, không ai là không biết danh tiếng của Chung Tae-kyung, nhất là trong các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc táo tợn và coi thường pháp luật. Vào ngày 23 tháng 5 năm 1996, Chung Tae-kyung và đồng bọn đã bắt cóc Victor Lee, phó chủ tịch của Chung Kong và cũng là con trai lớn của tỷ phú vận tải Hồng Kông Lý Gia Thành khi cả anh đang trên đường đi làm về. Vào ngày 29 tháng 9 năm 1997, Kwok, cựu chủ tịch của Song Hong Kai Properties cũng bị bắt cóc trên đường trở về nhà. Tuy nhiên, Kwok không chịu gọi cho gia đình hay đồng ý bất kỳ khoản tiền chuộc nào. Kết cục, ông Kwok bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Ông chỉ được thả ra sau 6 ngày khi gia đình chấp nhận khoản tiền chuộc là 600 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 1.800 tỷ Việt Nam đồng. Được biết, kẻ cầm đầu băng nhóm là Chung đã chi khoảng 3,4 triệu đô la Hồng Kông, 10 tỷ Việt Nam đồng, một số tiền quá lớn để lên kế hoạch thật chi tiết, tỉ mỉ cho những vụ bắt cóc vào năm 1996 và 1997. Băng nhóm của hắn nổi tiếng khi chỉ nhắm tới đại gia, tỷ phú. Những vụ bắt cóc này chưa bao giờ được công khai trên các phương tiện truyền thông vào thời điểm đó, bởi gia đình nạn nhân không muốn báo cáo vụ việc với cảnh sát. Họ đều đưa tiền cho Chung để đổi lấy sự an toàn. Thậm chí, tỷ phú vận tải Hồng Kông Lý Gia Thành còn khuyên Chung hãy dùng số tiền chuộc để sống một cuộc đời lương thiện hơn thay vì gọi cảnh sát khi tên này tới nhà ông để đòi tiền. Điều này đã khiến băng đảng của Chung Tae-kyung được xếp tại vị trí không thể ngờ trong ấn bản Guinness World Records năm 2000 khi là nhóm tội phạm yêu cầu tiền chuộc cao nhất trong lịch sử. Mãi tới năm 1998, tên trùm của băng đảng cuối cùng cũng bị bắt tại Quảng Đông cùng với 17 thành viên khác với cáo buộc trước một loạt tội danh như giết người, bắt cóc, cướp của và buôn lậu hàng cấm. Chung sinh ngày 7 tháng 4 năm 1955 tại tỉnh Quảng Đông nhưng chuyển đến Hồng Kông khi mới 4 tuổi. Hắn dành cả tuổi thanh xuân tham gia vào các băng đảng và chiến đấu trên đường phố trước khi bị kết án hình sự đầu tiên năm 16 tuổi. Khi ấy, Chung dù ít tuổi nhưng vẫn dám tham gia vụ cướp tiền mặt lớn nhất ở Hồng Kông với tổng giá trị lên đến 167 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 493 tỷ Việt Nam đồng. Chung cũng vì thế mà bị kết án tù 3 năm. Vào ngày 5 tháng 12 năm 1998, Chung bị thi hành án tại Quảng Đông cùng với các thành viên băng đảng. Năm đó, một tờ báo ở Đại Lục đưa tin Chung trả lời các nhà điều tra. Tại đó, hắn có đề cập về triết lý sống của mình. Tôi không thể làm việc chăm chỉ như người khác. Bản thân tôi không có thời gian, cũng chẳng có sự kiên nhẫn. Cuộc sống rất ngắn ngủi và mong manh. Tôi đã hơn 40. Nếu muốn giàu, tôi phải làm những việc nguy hiểm nhất. Không ai khác có thể làm những việc lớn như vậy. Chân đã sống một cuộc đời sa ngã từ thiếu thời. Vòng xoáy của cạm bẫy cùng môi trường băng đảng khắc nghiệt, sống hay chết đã tôi luyện nên một kẻ lì lợm, táo bạo và nguy hiểm. Thế nhưng triết lý sống méo mó đã biến Chung trở thành tên tội phạm nguy hiểm nhất Hồng Kông thời bấy giờ. Chúng ta không thể chọn lựa cách mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể quyết định mình sẽ có một cuộc đời như thế nào. Vinh quang hay ô nhục, tất cả đều chỉ dựa vào nhận thức của bản thân mà thôi. Thuận Kiều Plaza nằm tại khu đất vàng ở quận 5, giới hạn bởi 4 tuyến đường Hồng Bàng, Thuận Kiều, Tân Hưng, Dương Tử Giang và đường Đỗ Ngọc Thạnh chạy xuyên giữa công trình. Tòa nhà này được xây dựng từ năm 1994 và năm 1999 bắt đầu hoàn thành và đi vào khai thác. Đó là công trình cao tầng đầu tiên biểu tượng cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh thời điểm đó. Thậm chí, một số nhà phong thủy còn khẳng định nó nằm đúng long mạch của thành phố, dễ dàng đạt sự thịnh vượng. Tuy nhiên, sau khi đi vào khai thác không bao lâu thì rơi vào tình trạng ế ẩm, khách hàng lần lượt khăn gói ra đi. Kế đó là những lời đồn đoán cho rằng Thuận Kiều Plaza bị ma ám hoặc dính bùa ngải hoặc bị yểm bùa. Điều này càng khiến cho Thuận Kiều trở nên hoang lạnh, được xem là tòa nhà bí ẩn nhất Sài Gòn. Trong một lần chia sẻ với phóng viên báo, anh Lực, một tài xế taxi đã kể với vẻ bí ẩn. Chính tôi từng là nạn nhân của những oan hồn này đây.
Tôi nhớ rất rõ, đó là vào dịp Tết Trung Thu, cách đây 2 năm, khi tôi đang nằm trên xe thiêu thiêu ngủ vì không có khách, thì nhận được cuộc điện thoại của một vị khách nữ gọi đến đón ở Thuận Kiều Plaza. Qua giọng nói, tôi đoán chừng cô còn trẻ. Vì vội vàng, tôi cứ nghĩ đó là khách quen, nhưng khi đến nơi thì không thấy bóng dáng ai. Lúc này nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm, ba tòa tháp lừng lững mà chỉ còn có vài ánh đèn leo lét. Tôi bất chợt thấy cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Trấn an mình, tôi gọi lại số điện thoại kia thì chỉ nghe tiếng thở khò khè. Tôi hoảng hồn đánh rớt luôn điện thoại. Được biết sau khi lâm vào tình cảnh khó giải thích trên thì sáng hôm sau, anh Lực bình tĩnh lục lại số điện thoại trong máy với ý định gọi lại lần nữa. Nhưng một điều khó hiểu là số điện thoại bỗng dưng bốc hơi. Tôi kể chuyện này lại cho mọi người thì ai cũng bảo đích thị là an hồn cô gái chết trẻ năm xưa. Theo đó, năm 2005, một đôi tình nhân vào nhà hàng để ăn uống. Không hiểu hận bạn gái chuyện gì mà chàng trai này rút súng bắn chết người yêu mình tại chỗ. Có lẽ cô ấy chết oan nên vong hồn vẫn chưa được siêu thoát mà còn lẩn vẩn trong tòa nhà này để chọc phá mọi người. Anh Lực tỏ ra sợ hãi. Câu chuyện tiếp theo là của một người tên là T kể lại. Vào khoảng năm 2009-2010, lần đầu tiên T gặp chuyện lạ là vào một buổi tối. Công ty xảy ra sự cố và T phải ở lại giải quyết tới 20 giờ. Sau khi định tắt máy ra về thì T bỗng nghe tiếng nước chảy tại phòng bên cạnh. Cứ nghĩ là có người còn ở lại, T cất tiếng hỏi. Không nghe trả lời, trong khi nước vẫn chảy rào rào, T thận trọng tiến về phía bếp và bật công tắc đèn, không có ai trong đó. Rõ mắt về phía phòng tắm, cửa đóng im lìm, đèn sáng. T nghe tiếng nước chảy nên từ từ tiến lại hỏi tiếp thì có tiếng ừ khe khẽ. T nghĩ trong đầu, thì ra là bà Yến đang tắm, thì nhận được điện thoại của người đồng nghiệp khác cho biết đang ngồi chung với chị Yến. Nghe đến đây, T dựng tóc gáy, vội vàng vơ cái thẻ nhân viên lao ra cửa chính. Lúc này, tiếng nước ngừng chảy và vang lên âm thanh tắt điện nhà tắm. Một câu chuyện khác nữa về tòa nhà này là của một nhân viên làm trong công ty phần mềm có trụ sở ở Hàn Quốc, thuê địa điểm tại đây. Anh thường làm việc ở căn phòng 303 đến khoảng 9 giờ tối. Lúc nào anh cũng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, dù trong phòng không còn ai. Nhiều người kể lại rằng, trước đây ở căn phòng 302 có đôi vợ chồng thuê. Sau một thời gian thì cặp đôi này đề nghị chuyển sang phòng 301. Nhưng không lâu sau thì chuyển đi. Trước khi đi, họ còn đốt nhang khói nghi ngút trong căn nhà 301 và cắm ba que nhang ở cửa phòng 302. Bên cạnh các câu chuyện đầy tính chất ma mị trên, còn có hàng chục câu chuyện ly kỳ khác liên quan đến tòa nhà này mà người ta nghe xong dễ nổi da gà. Quay trở lại ma trận tin đồn về Thuận Kiều Plaza, từ khi khởi công xây dựng công trình này, do bất cẩn trong quá trình làm việc nên đã có 3 người gồm thợ điện và thợ hồ mất mạng tại đây. Những cái chết này đã khiến xuất hiện thông tin đồn đoán rằng vì không được đền bù thỏa đáng, mâu thuẫn nội bộ giữa chủ đầu tư và một nhà thầu phát sinh. Nhà thầu này vì căm tức đã rước một thầy Pháp từ Hồng Kông sang dùng phép thuật thả quỷ vào bên trong quấy rối. Ngoài ra còn có lời đồn đại, chính những người thợ này đã tự bỏ bùa và vị trí họ chôn bùa ở đâu thì không ai biết được. Vì vậy, để Thuận Kiều Plaza làm ăn thịnh vượng trở lại là một điều hoàn toàn không thể. Trong bản vẽ, ba tòa tháp dự tính sẽ được xây dựng theo hình chữ Sơn, San theo tiếng Trung Hoa. Nhưng không biết họ xây làm sao mà ra hình mà nhiều người cho là giống như ba cây nhang nên oan hồn từ khắp nơi mới bám vào. Rồi có người còn nói, Thuận Kiều Plaza giống như một con thuyền với ba ống khói, nhưng do thiết kế phần dưới bị sai lệch nên con tàu chìm dần. Bên dưới giữa khu B và khu C là một con đường đi xuyên từ trước ra sau tòa nhà như cửa đại môn của tòa nhà đối thẳng với cửa hậu. Vượng khí vào rồi ra nhanh khiến cơ hội tới rồi đi cũng trong thoáng chốc. Nhưng theo lý giải của các kiến trúc sư thì cho rằng sự ế ẩm và vắng vẻ của nơi đây là do thiết kế của tòa nhà. Tòa nhà được thiết kế theo kiểu nhà của người Hồng Kông, căn hộ nhỏ, trần nhà thấp, không gian ngột ngạt, không phù hợp với văn hóa và lối sống của người Việt Nam. Sau hơn 20 năm, giờ đây Thuận Kiều Plaza đã được lột xác toàn bộ và hy vọng sẽ trở thành một khu thương mại sầm uất của Việt Nam.
Liệu những câu chuyện về ma quỷ quanh nơi này có phải là sự thật hay chỉ là những tin đồn được truyền tai nhau nhằm giải thích cho sự ế ẩm, vắng vẻ của tòa nhà? Chưa ai có thể chứng minh những câu chuyện trên là thật. Giờ đây tuy đã được tu sửa lại, nhưng tương lai của Thuận Kiều Plaza liệu có khá khẩm hơn trước đây hay không vẫn còn là một câu hỏi đang bỏ ngỏ. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.